Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi seminar thứ hai của Học viện Tranh biện và Hội nghị Việt Nam VNDP với chủ đề gặp gỡ người Việt Nam đầu tiên và chung kết tại giải vô địch tranh biện toàn thế giới. Anh Nguyễn Khắc Hưng, rất xin lỗi quý vị là chúng ta có một vài sự cố kỹ thuật nên là chúng ta đã bắt đầu hơi muộn và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với buổi tọa đàm ngày hôm nay. Ok, chúng ta đã có những người vào live rồi và bây giờ thì xin phép các bạn chúng ta sẽ được bắt đầu. Vâng. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi seminar, buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề đó là gặp gỡ người Việt Nam đầu tiên vào chung kết của WUDC. Có thể các bạn chưa biết thì WUDC là viết tắt cho World Universities Debating Championship, là giải vô địch tranh biện thế giới cấp độ đại học. Và ngày hôm nay thì chúng ta có sự góp mặt của anh Nguyễn Khắc Hưng. Chúng ta có cơ hội đặc biệt để trò chuyện với anh, với được biết đến là một chuyên gia tranh biện hàng đầu Việt Nam. Anh là một tranh biện viên, một giám khảo và cũng là một gọi là một ban chuyên môn có tiếng nổi tiếng trong cộng đồng tranh biện Việt Nam và cộng đồng tranh biện châu Á nói chung. Và ở Việt Nam thì anh được biết đến là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất ở cộng đồng tranh biện và đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ để đến và tham gia vào tranh biện cũng như là giúp các bạn đạt được rất nhiều thành tích trong và ngoài nước. Thì hôm nay chúng ta có vinh dự được giao lưu cùng anh Nguyễn Khắc Hưng. Hiện thì anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Kyushu ở Nhật Bản. Và anh đã đạt cũng rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ và như chúng ta sẽ biết ngày hôm nay đó anh là người Việt Nam tính đến bây giờ là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất lọt vào vòng chung kết của giải vô địch tranh biện thế giới và hiện tại thì anh đã là Á quân thế giới bảng EFL của WUDC 2020 và bây giờ thì chúng ta sẽ được trò chuyện để biết thêm nhiều về anh hơn. Vâng, xin chào anh Hưng, không biết bây giờ anh có lắng nghe được mình được em không ạ? Chào Hùng và xin chào tất cả mọi người. Anh vẫn nghe rõ nhé. Vâng, chào anh. Bây giờ thì anh Hưng đang ở Nhật Bản. Rất là hy vọng là anh Hưng có thể gọi là có đường truyền tốt nhất và có âm thanh tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Không biết là anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không? Ngoài cái thành tích của anh tại WDC thì chúng ta cũng đã biết rồi. Thì anh có thể gọi là giới thiệu đôi chút về bản thân mình, về việc anh đang làm và cụ thể hơn đó là điều gì đã đưa anh đến với bộ môn tranh biện. Xin chào Hùng và xin chào tất cả mọi người. Anh mình thì xin tự giới thiệu là mình là Hưng, hiện tại đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ ba ở chuyên ngành hóa học ứng dụng tại trường đại học Kyushu Nhật Bản. Hiện tại thì mình đã bắt đầu tranh biện, mình đã tranh biện được khoảng tầm 7 năm, tức là chính thức thì anh bắt đầu tranh biện từ năm 2016 và lúc đó là vào lúc mình bắt đầu học năm thứ hai đại học. Thì quá trình mình bắt đầu tranh biện và phát triển tranh biện thì phần lớn là ở cộng đồng của Nhật Bản trong khoảng tầm từ 2 đến 3 năm đầu tiên và sau đó thì có cơ hội được tham dự các giải tranh biện ở khu vực châu Á cũng như ở các giải tranh biện ở thế giới. Cái lý do đầu tiên bắt đầu cho cái con đường tranh biện của mình thì nó cũng khá là đơn giản, nó đến từ một số những cái mong muốn được biết thêm và được học hỏi và trao đổi thêm những cái kiến thức khác cũng như là có những cái lời mời đến từ những cái bạn đồng khóa là hãy thử tham dự một cái bộ môn nào đó để có thể mở rộng phạm vi và mở rộng nhiều mối quan hệ hơn, có những cái trải nghiệm hơn ở trong quá trình sinh hoạt và học tập ở Nhật Bản. Thì mình biết là tranh biện thông qua những cái lời giới thiệu của những người bạn đó và bắt đầu vào tranh biện vào thời điểm mình còn là sinh viên năm thứ hai và sau đó thì mình gắn bó với tranh biện đến tận bây giờ. Thì cũng có may mắn đạt được một số thành tích đáng kể ở trong các cái giải tranh biện. Và hôm nay rất vui vì đã được tới đây để có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mình tranh biện cũng như là giúp đỡ được càng nhiều càng tốt các bạn mà đã và đang và có những cái khó khăn cũng như là có mong muốn để có thể đạt được những thành tích tốt hơn ở những cái giải đấu tranh biện trong nước và quốc tế. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta có thể thấy trên màn hình đây là thành tích tranh biện, thành tích với tư cách là giám khảo và ban chuyên môn của anh Hưng. Thì em nghĩ là với bảng thành tích dày đặc và rất chuyên môn thế này thì cũng không hẳn là do may mắn đâu, mà chắc chắn là anh Hưng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều bằng chính thực lực của mình. Vậy thì em có được biết là trong chia sẻ của anh đó là anh bắt đầu tranh biện ở năm 2 đại học. Thì theo như em biết đó là đây là một khoảng thời gian khá là muộn để bắt đầu với tranh biện. Thì không biết là anh có thể chia sẻ với khán giả đó là việc bắt đầu tranh biện muộn với ở năm 2 đại học thì có gặp những khó khăn gì và nếu mà có thể đưa ra lời khuyên cho tất cả những khán thính giả ở đây thì anh có thể đưa ra những cái lời khuyên về việc là chúng ta có nên bắt đầu tranh biện sớm hay không? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì thực sự khi anh bắt đầu tranh biện từ năm 2 đại học thì anh nghĩ đó là một cái thời gian rất là khó khăn với anh ở thời điểm đầu tiên khi anh bắt đầu tranh biện.
Bởi vì khi anh bước vào trong một trận giải đấu tranh biện, và đặc biệt là những giải đấu tranh biện ở khu vực cũng như là ở giải đấu các tranh biện ở quốc tế, thì anh có thể nhìn thấy rất rõ cái sự khác biệt về trình độ chuyên môn cũng như về cái kinh nghiệm thi đấu của bản thân mình so với những bạn khác bằng tuổi như bắt đầu tranh biện sớm hơn. Đặc biệt hơn là nếu như nhìn vào trong cộng đồng tranh biện của Nhật Bản hay nhìn vào trong cộng đồng tranh biện thế giới, nơi mà có rất nhiều những tranh biện viên đã được đào tạo bài bản từ những năm học cấp 3 hoặc cấp 2, họ có kinh nghiệm tranh biện dày, họ có kinh nghiệm tranh biện dày dặn từ các giải đấu từ khu vực WITC là dành cho các giải đấu dành cho học sinh cấp 3 cho tới những cái giải đấu dành cho sinh viên đại học. Thì rõ ràng là có một cái khoảng cách rất là lớn giữa anh và các bạn đó, và thật sự là anh đã gặp rất nhiều những khó khăn để có thể bắt kịp được các bạn về cả về mặt chuyên môn cũng như cả về tinh thần thi đấu cũng như là về cái thái độ đối với tranh biện. Đó là những cái mà anh có thể nhận thấy được. Anh không nghĩ, à, tức là với anh thì nó là một cái rào cản, và anh nghĩ là các bạn có thể bắt đầu tranh biện từ bất cứ khi ở ở bất cứ thời điểm nào mà các bạn muốn, điều đó đều tự nhiên rồi vì tranh biện là dành cho tất cả mọi người. Nhưng nếu được đưa ra lời khuyên và nếu như anh có một điều ước thì anh sẽ ước là giá như em bắt đầu tranh biện sớm hơn, giá như anh có cơ hội được tiếp xúc với tranh biện và được đào tạo một cách bài bản hơn, thì cái quãng đường để đi với tranh biện của anh nó sẽ dài hơn và nó cũng sẽ thuận lợi hơn so với những gì mà anh đã có đã trải qua được ở những cái thời điểm đầu tiên. Thì quay trở lại với câu hỏi của Hùng, anh nghĩ là đặc biệt là với những bạn mà thật sự đã muốn gắn bó vào tranh biện, và kể cả nếu như các bạn không có ý định để thi đấu tranh biện một cách lâu dài, một cách chuyên nghiệp ở đại học, thì việc bắt đầu và tiếp xúc với tranh biện sớm vẫn luôn là một lời khuyên mà anh muốn đưa ra. Bởi vì đối với anh thì tranh biện nó không chỉ là dùng để thi đấu, mà nó còn là một cái hình thức để cải thiện tư duy rất là tốt, cũng như là có giúp cho các bạn có được một cái thái độ, một cái tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và có được nhiều những cái góc nhìn khá đa dạng hơn. Nên anh luôn luôn nghĩ là chúng ta có thể bắt đầu tranh biện càng sớm càng tốt. Và đặc biệt hơn, nếu như các bạn muốn tiến tới các giải đấu và muốn đạt được thành tích tốt, thì việc được đào tạo tranh biện một cách bài bản và chuyên sâu từ sớm. Anh nghĩ là độ tuổi bắt đầu thì có thể là từ cấp 2 và cấp 3. Có thể chúng ta chưa bắt đầu được tranh biện, nhưng chúng ta bắt đầu có những cái bài học vỡ lòng về tranh biện, về cách chúng ta tư duy, về cách chúng ta có thể tạo ra được những cái luận điểm, biết cách để có thể củng cố những cái luận điểm của mình. Thì đấy là một cái thời điểm mà có thể coi là thời điểm vàng để bắt đầu vào tranh biện. Và rất hy vọng là nếu như các bạn bắt đầu tranh biện sớm như vậy thì sẽ không phải trải qua quá nhiều những cái khó khăn như anh đã trải qua khi bắt đầu tranh biện muộn. Vâng, cảm ơn anh. Thực ra thì qua phần chia sẻ của anh cũng thấy là anh và em cũng có khá nhiều những quan điểm đồng điệu với nhau. Vì giả sử như với em chẳng hạn, em với tư cách là một người học tranh biện và cũng như là một người dạy tranh biện, thì em luôn nghĩ đó là bộ môn này là bộ môn phát triển tư duy, và dù bạn có mong muốn là tham gia tranh biện thi đấu lâu dài ở mức độ chuyên nghiệp hay không, thì việc học để có phát triển kỹ năng tư duy và đồng thời là có phát triển kỹ năng lắng nghe, thì trước khi chúng ta nói, trước khi chúng ta tranh biện, chúng ta cần phải thấu hiểu, cần phải lắng nghe toàn bộ những cái ý tưởng, toàn bộ những cái gọi là luận điểm của các bạn xung quanh. Thì điều này là điều cực kỳ quan trọng, và em cũng nghĩ là phát triển tranh biện từ sớm cũng là một cái yếu tố khá là cần thiết đối với các bạn. Và đồng thời là đối với những các bạn tranh biện viên mà muốn tham gia ở cấp độ sâu hơn, muốn tranh biện nhiều hơn và muốn phát triển bản thân gọi là nhiều hơn nữa, có thể tham gia nhiều giải đấu hơn nữa chẳng hạn, thì cũng như anh Hưng chia sẻ, đó là với các bạn tranh biện xuất phát từ cấp 3, từ cộng đồng tranh biện của WSDC, cái luật tranh biện giáo trình dành cho học sinh trung học phổ thông ạ, thì nó sẽ có một cái gọi là bàn đạp, một cái tiền đề rất là tốt cho các bạn để có thể tranh biện ở các giải vô địch cho đại học. Chúng ta có thể biết là có rất nhiều các tranh biện viên nổi tiếng đã thành công ở giải WSDC và cũng có thể vươn lên thành công ở cộng đồng WUDC. Nổi tiếng nhất là chắc là mọi người biết là anh Bosel đúng không ạ? Vâng, vậy thì tiếp theo em xin hỏi thêm một chút về chia sẻ của anh. Là một người hoạt động chủ yếu ở cộng đồng Nhật Bản và cộng đồng tranh biện Đông Bắc Á, là chủ yếu các quốc gia đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo anh, đâu là những ấn tượng của anh về cộng đồng tranh biện Nhật Bản và có thể sẽ giúp cho quá trình phát triển của cộng đồng tranh biện Việt Nam khi anh đưa vào cái thang đo nhất định ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thì bản thân anh rất may mắn khi được trải nghiệm và được phát triển ở một cộng đồng tranh biện mạnh trên thế giới là cộng đồng tranh biện Nhật Bản, cũng như cũng đã có may mắn được trải nghiệm và có quay trở về cộng đồng tranh biện Việt Nam để hoạt động được một thời gian. Thì anh nhận thấy cộng đồng tranh biện Việt Nam là một cộng đồng tranh biện đang phát triển và sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian ngắn thôi, trong thời gian sắp tới sẽ là một cộng đồng mạnh và sẽ có tiếng nói và có chỗ đứng rất vững chắc trong bản đồ tranh biện thế giới. Và với những cái gì mà anh đã trải qua được ở và đã được trải qua và học tập ở cộng đồng ở Nhật Bản,
thì anh thấy có một số điểm mà anh nghĩ là sẽ có thể có ích nếu như chúng ta có thể đem được nó về cho cộng đồng Việt Nam mình và phát triển nó lên và ứng dụng nó ở Việt Nam, ứng dụng nó ở cộng đồng Việt Nam. Cái đầu tiên mà anh thấy ở đây đó là ở cộng đồng tranh biện Nhật Bản có một tổ chức về tranh biện có chuyên môn rất sâu và có tiếng nói rất lớn trong việc giúp đỡ, hỗ trợ hình thành nên những cái câu lạc bộ, những cái tổ chức nhỏ hơn ở các khu vực khác nhau để có thể phát triển được tranh biện và lan tỏa tranh biện tới khắp các vùng miền ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản thì cái tổ chức đó tên là JPDU, đó là Japan Parliamentary Debate Union. Nó là tổ chức tranh biện dành cho sinh viên đại học và có nhiệm vụ chính là kết nối các trường và các câu lạc bộ tranh biện ở đại học với nhau, tạo ra những giải đấu ở mức độ quốc gia và tạo ra sân chơi cũng như là cố gắng để hỗ trợ về mặt chuyên môn và lan tỏa tranh biện đến càng nhiều trường càng tốt. Thì cái mà anh thấy điểm mà JPDU rất độc đáo và có thể là một cái điểm mà cộng đồng tranh biện Việt Nam có thể học tập thêm, đó là câu chuyện về tính nhất quán và câu chuyện về tính chuyên môn. JPDU sẽ có một hệ thống riêng, sẽ có một cái hệ thống giải riêng của mình ở trong cộng đồng tranh biện Nhật Bản, và đó là những cái hệ thống giải rất là lớn. Ví dụ như có một số giải mà chắc hẳn là các bạn cũng đã có nghe thấy, ví dụ như là giải National và Japan VP, hay là những cái giải dành cho các học sinh, dành cho các sinh viên năm nhất và năm hai, là các giải Rookie và các giải Pro-Am đều ở mức độ quốc gia và đều là những giải có tiếng nói, có danh tiếng và được đảm bảo rất là tốt về mặt chuyên môn để giúp để tạo ra cái sân chơi để cho các tranh biện viên có thể tranh biện, và các giải này đều được phát triển một cách rất bài bản và lâu đời, duy trì qua năm này qua năm khác, và mỗi năm thì sẽ đều là một cái sân, mỗi năm đều sẽ là một cái mới mẻ hoặc là một cái một một đều sẽ tạo ra cơ hội và tạo ra những cái sự mới mẻ dành cho các giải đấu đó. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là các tổ chức này sẽ giúp định hình về mặt chuyên môn cho các câu lạc bộ. Họ sẽ hỗ trợ về mặt tài liệu, bài giảng cũng như hỗ trợ về mặt trainer dành cho các câu lạc bộ khác nhau. Họ sẽ có một cái hệ thống để giúp cho các tranh biện viên mạnh từ các câu lạc bộ mạnh ở trong Nhật Bản sẽ đi và chia sẻ và hỗ trợ các cái bài giảng dành cho những câu lạc bộ nhỏ hơn. Và đây là một công việc được trả lương và có một cái quỹ của cộng đồng để có thể trả lương cho những các tranh biện viên đó. Nó là một cái hệ thống khá là hay mà anh thấy qua đó thì các cái tranh biện viên mạnh không chỉ tập trung ở các cái thành phố lớn mà còn có thể xuất phát từ những cái thành phố xung quanh, các thành phố vệ tinh hoặc ở những khu vực khác nhau, tạo ra được cái tính cạnh tranh nhất định và tạo ra được những cái sự hấp dẫn hơn là cho các giải đấu đó, khi mà chúng ta không chỉ cảm thấy là chỉ có một trường đại học nào đó trở nên quá mạnh và chiếm lĩnh toàn bộ cái giải đấu đó, mà sẽ luôn luôn có sự cạnh tranh giữa nhiều các trường đại học với nhau, và nó khiến cho debate và tranh biện ở Nhật Bản luôn luôn phát triển và luôn luôn có một cái giữ cho một cái ngọn lửa cạnh tranh liên tục. Thì anh nghĩ đấy là cái điểm mà ở cộng đồng Việt Nam mình vẫn còn đang thiếu, khi mà bây giờ các giải ở Việt Nam mình vẫn chưa có được một cái hệ thống một cách cụ thể và có một cái hệ thống nó nhất quán và tồn tại qua nhiều năm. Đồng ý là có thể do chúng ta vẫn còn là một cộng đồng non trẻ nên cái việc có những cái giải đấu đó sẽ cần có thời gian. Tuy nhiên thì anh có thấy rằng là các giải đấu đó nó vẫn khá là phập phù về thứ nhất là về số lượng tham gia và thứ hai là về mặt chuyên môn. Thì anh nghĩ nếu như chúng ta có thể áp dụng được một cái hệ thống tổ chức giống như ở Nhật và Việt Nam để có thể tạo ra một cái hệ thống giải, đương nhiên đó sẽ không phải là cái hệ thống giải duy nhất. Ở Nhật vẫn sẽ có những cái giải đấu khác được tổ chức ngoại trừ các giải đấu của JPDU, những giải đấu ngoài không trực thuộc JPDU, nhưng có thể sử dụng hệ thống của JPDU để quảng bá và để đảm bảo các giải đấu đó được diễn ra một cách đúng chuyên môn nhất. Thì nếu như chúng ta có được một cái tổ chức như vậy ở Việt Nam và hỗ trợ cũng như là giúp cho các cái sân chơi ở Việt Nam trở nên tiêu chuẩn hơn, trở nên phổ biến hơn và trở nên cạnh tranh hơn cũng như là có tiêu chuẩn chuyên môn cao hơn, thì anh nghĩ đấy sẽ là một cái điểm mà có thể giúp ích được cho cộng đồng Việt Nam trong quá trình phát triển của mình. Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những đánh giá của anh. Thực ra thì trong những năm gần đây thì cộng đồng tranh biện Việt Nam cũng có những cái bước tiến khá là nhanh chóng khi mà các bạn đã có những cái sự chuyên môn hóa trong các giải đấu và đồng thời là có rất nhiều giải đấu có tính chuyên môn cao. Ví dụ như là Việt Nam BP Championship chẳng hạn, giải đấu được mời rất nhiều các giám khảo xuất sắc trên thế giới, ví dụ như là phó ban chuyên môn của giải vô địch thế giới anh Luigi vào năm 2023 vừa rồi, và sắp tới thì cũng sẽ được tổ chức tại Hot Spring bởi VADP. Thì có rất nhiều những cái giải đấu mà ở Việt Nam đang cố gắng để có thể đạt được những cái trình độ hay là đạt được những cái quy mô như kiểu Nhật Bản, và hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta có thể đạt được những cái
gọi là những cái mức độ chuyên môn và cái độ gọi là phổ biến phủ sóng nhiều như ở Nhật Bản. Vâng, thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần gọi là có thể là phần chính. Chúng ta sẽ nhắc đến giải đấu WWDC và cũng như là cái mục tiêu của buổi nói chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Thì khi chúng ta nhắc đến WWDC cho các bạn như một giải tranh biện major, ở đây thì chúng tôi xin tạm dịch đó là giải tranh biện lớn cấp khu vực và thế giới, vì ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng chưa có một từ Việt hóa chuẩn cho nó. Thì cộng đồng tranh biện tại Việt Nam cũng đã dần biết đến sự hiện diện và cũng như là quy mô của các giải tranh biện này. Và để cho các khán giả có thể hiểu biết thêm thì các giải major ở khu vực châu Á và thế giới mà các tranh biện viên Việt Nam có thể tham gia, trước tiên là ở mức độ trung học thì chúng ta có thể biết đến đó là giải World School Debating Championship, hay gọi tắt là WSDC. Thì Việt Nam đã tổ chức thành công WSDC 2023 tại Vinuniversity và được tổ chức bởi VADP vào tháng 7 vừa qua, thì là một sự thành công khá là lớn. Còn ở đại học thì chúng ta có 3 giải đấu chính dành cho sinh viên mà các bạn ở trường đại học Việt Nam có thể tham gia. Đầu tiên là Asian BP Championship hay viết tắt là ABP. Thì ở giải đấu này thì chúng ta có rất nhiều bạn Việt Nam đã tham gia, và đồng thời là UADC, United Asian Debating Championship, thì đây là giải đấu vô địch châu Á theo luật AP, theo luật nghị viện châu Á, thì mỗi năm cũng sẽ được tổ chức một lần. Và cuối cùng là giải đấu mà chúng ta sẽ nhắc đến nhiều nhất trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, đó là World University Debating Championship, viết tắt là WUDC, tạm dịch đó là giải vô địch tranh biện thế giới cấp đại học, thì sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh cuối năm nay và cũng được tổ chức bởi VADP. Thì nói qua một chút về mức độ tham gia của các tranh biện viên trong cộng đồng tranh biện Việt Nam, thì lần đầu tiên đội thi Việt Nam break, tức là vào vòng loại trực tiếp tại một giải major, thì lại chính là anh Vũ Anh Tuấn, đó là giám đốc học thuật của VADP. Anh đã break vào vòng loại trực tiếp của giải vô địch châu Á luật nghị viện Anh, tức là ABP, vào năm, nếu mình không nhầm là năm 2017. Và đồng thời là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức, tức là chúng ta đã thành công đưa một giải tranh biện major, một giải tranh biện cấp châu lục về đến Việt Nam, thì cũng chính là do anh Tuấn tổ chức. Và nhờ có anh thì các bạn học sinh và sinh viên Việt Nam mới biết đến tính chuyên nghiệp và cũng như là trình độ chuyên môn của một giải vô địch tranh biện cấp châu lục trông như thế nào. Và đấy là nói về mức độ tổ chức và sự tham gia. Còn trong những năm trở lại đây thì về thành tích của Việt Nam thì sao? Việt Nam cũng đã thành công tổ chức UADC vào năm 2019, ABP vào năm 2021, và như mình cũng đã chia sẻ đó là năm 2023 và 2024, Việt Nam lần đầu tiên trên thế giới là quốc gia tổ chức hai giải vô địch tranh biện lớn nhất thế giới cho học sinh cấp 3 và cho sinh viên đại học, và được tạo bảo trợ bởi VADP. Tuy số lượng tham gia của các tranh biện viên là chưa nhiều, và đồng thời là cái gọi là cái khả năng để các bạn vào sâu cho các vòng trong là chưa cao, nhưng mà đây cũng là một cái tín hiệu đáng khích lệ, vì các bạn tranh biện viên Việt Nam cũng đã dần dần biết đến cộng đồng tranh biện thế giới và cũng đã có xu hướng để gọi là vươn mình ra biển lớn. Vậy thì trước khi chúng ta đi sâu thêm vào các giải đấu major và cách chúng ta có thể tiếp cận những giải đấu đấy, thì chúng ta hãy quay lại với diễn giả anh Hưng. Em muốn nghe nhiều hơn về chia sẻ của anh tại WDC 2020 ở Thái Lan. Thì câu hỏi đầu tiên của em dành cho anh tại giải đấu này, đó là điều gì đã thúc đẩy anh muốn thử sức ở một giải tranh biện lớn nhất thế giới khi mà anh bắt đầu tranh biện khá là muộn so với nhiều các tranh biện viên nổi tiếng và có cái tính chuyên môn rất là cao khác ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì đầu tiên là rất cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của Hùng về các cái giải đấu major trong châu Á, và cũng xin được chia sẻ thêm một chút, vì có lẽ là Hùng đã quên mất một cái phần rất là quan trọng, đó là Việt Nam chúng ta không chỉ có Vũ Anh Tuấn mà chúng ta còn có một Vũ Đức Hùng cũng đã break các giải ABP cũng như là UADC, nên là cũng rất là xin là chúc mừng cho Vũ Đức Hùng nữa. Còn quay trở lại với câu hỏi của Hùng về WDC thì anh nghĩ là không chỉ có anh mà tất cả các bạn tranh biện viên ở cấp độ đại học và thậm chí là các bạn tranh biện viên ở cấp 3, khi các bạn gắn bó với tranh biện một khoảng thời gian thì WDC sẽ thành một cái tên mà ai cũng sẽ phải biết, và sẽ thành một cái có thể gọi như là một cái địa điểm trong mơ, một cái ước mơ của tất cả các tranh biện viên, đó là được một lần tham dự WDC, đứng trên cái vũ đài tranh biện lớn nhất trên thế giới và được gặp những cái thần tượng, những cái tranh biện viên nổi tiếng, những cái tranh biện viên mạnh, được trao đổi, được biết thêm về những cái nền tranh biện khác nhau trên thế giới, cũng như là được đi càng xa càng tốt trong cái giải đấu đó.
Thì đương nhiên anh cũng vậy thôi, vì anh cũng là một tranh biện viên nên cái ước mơ là được một lần tranh biện ở giải đấu tranh biện thế giới nó luôn luôn có, nó hình thành trong cái quá trình mà mình đi tranh biện và nó vẫn luôn luôn là một cái mục tiêu mà anh tự đặt ra cho bản thân. Thì khi anh bắt đầu tranh biện từ năm thứ hai đại học và anh cũng biết tới WDC khá sớm, một phần là cũng do cộng đồng tranh biện Nhật Bản cũng là một cộng đồng khá là hoạt động tích cực và luôn luôn có những cái đội thi tham dự vào WDC và có những đội thi tiến rất sâu vào trong các vòng bảng khác nhau của WDC. Thì anh cũng biết có nhiều cơ hội hơn để biết tới giải đấu đó. Tuy nhiên thì trong cái quá trình anh tranh biện thì nó cũng gặp khá nhiều khó khăn để anh có thể đi được tới WDC về mặt tài chính cũng như là về mặt cơ hội, và bản thân anh cũng cảm thấy rất là tự ti về khả năng của bản thân mình trong những năm đầu tiên mà anh tranh biện, bởi vì cũng như anh cũng đã chia sẻ ở phần đầu thì anh tranh biện khá là muộn, anh bắt đầu chạy khá là muộn và lúc đó thì tất cả mọi người xung quanh anh ở cái mức độ bằng tuổi với anh hoặc là ở cái cùng cái thứ hạng với anh, ở cùng cái gọi là gì nhỉ, cùng cái đồng hạng đó với anh thì các bạn có những cái bước tiến rất là xa rất là sớm rồi. Thì bản thân anh thì cũng nghĩ là mình sẽ không thể nào có thể cạnh tranh được trên cái vũ đài đó, nhưng sau đó thì một thời gian anh tranh biện và luyện tập cũng như là cố gắng để phát triển thì anh nghĩ rằng tại sao mình không tự cho bản thân mình một cơ hội tự thử sức mình ở cái giải đấu đó đi, vì dù có thể mình không sự tiến sâu và chưa có thể tiến sâu được thì đó vẫn sẽ là một cái trải nghiệm, đó vẫn sẽ là một cái cơ hội để mình có thể học tập được thêm, để có thể mở rộng thêm được cái hiểu biết của mình, để học thêm được những cái luận điểm hay, những cái cách tranh biện hay, được trực tiếp nhìn thấy những tranh biện viên giỏi trên thế giới tranh biện và đặc biệt hơn là được đấu với họ và được tận hưởng những cái trận tranh biện đó ở cấp độ cao đến như vậy. Thì đấy là lý do tại sao mà anh quyết định là nhất định là trong quá trình anh tranh biện ở đại học anh phải tham dự WDC. Thì may mắn nữa đó là vào năm 2020 thì giải đấu tranh biện đó được tổ chức ở Thái Lan. Thì nếu như các bạn có theo dõi cái quá trình tổ chức WDC thì các bạn thấy là kiểu WDC mỗi một năm sẽ được tổ chức ở nước khác nhau. Thì trước đó các giải được tổ chức ở nếu anh nhớ không nhầm thì là tổ chức ở Nam Phi và trước đó thì tổ chức ở Mexico, đó là đều là những cái nước rất là xa và anh thực sự không có đủ tài chính để tham dự. Nhưng khi nó ở Thái Lan thì anh nghĩ ok đây là cơ hội của mình rồi và đây có thể là cơ hội duy nhất khi mà giải đấu đó tổ chức ở một cái địa điểm nó rất gần và cái chi phí để đi lại, những cái chi phí để có thể chi trả cho quá trình thi đấu nó sẽ giảm đi rất là nhiều so sánh với những cái giải đấu WDC ở những năm khác, và đó là do tại sao mà anh quyết định tham dự. Thì quay trở lại một chút thì nó hơi lạc đề một tí, thì anh nghĩ rằng việc có được một giải đấu ở tầm cỡ như WDC tới gần hơn ở khu vực của mình đã là một cái gì đó rất là may mắn, đã một cái gì đó nó gần như là một cái cơ hội mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Thì nếu như năm nay WDC đã về từ Việt Nam rồi thì anh thật sự nghĩ là chúng ta không có một lý do gì để từ chối cơ hội này cả, và anh rất mong là kiểu sẽ có nhiều đội Việt Nam có thể tham dự được cái giải đấu đó và tận dụng cái cơ hội đó để có thể có được một cái trải nghiệm đi thi đấu ở Worlds giống như anh đã từng được trải qua và từng may mắn có cơ hội được tham dự ở Thái Lan. Vâng, cảm ơn anh. Thực ra thì em cũng rất đồng ý với chia sẻ của anh, đó là khi chúng ta tham gia một giải tranh biện thì thứ đầu tiên mà chúng ta nên hướng đến nó không phải là chúng ta có thể vào sâu được bao nhiêu, chúng ta có thể break hay không, chúng ta có thể đạt được top 10 vì nó xuất sắc hay không, mà điều quan trọng đó là chúng ta sẽ học được gì từ một giải tranh biện. Và ở một giải tranh biện thế giới thì đây là cơ hội có thể nói như anh Hưng là ngàn năm có một, vì mỗi năm sẽ được tổ chức ở một nơi và những cái khó khăn về di chuyển, về kinh phí thì nó là một cái khó khăn chung của tất cả mọi người. Và khi mà một giải tranh biện thế giới về đến một đất nước mà gần chúng ta chẳng hạn thì đây chính là cơ hội để chúng ta có thể đến tham gia và học hỏi, để chúng ta lắng nghe được những cái ý tưởng, chúng ta lắng nghe được cái cách tranh biện và cái logic của rất nhiều debater từ nhiều cộng đồng khác nhau trên thế giới. Và với tư cách là một người đã từng tham gia một giải Worlds Online thì mình cũng nhận thấy đây là một điều cực kỳ có ích, vì chúng ta có thể biết được nhiều hơn cái cách mà các tranh biện viên từ các cộng đồng khác trên thế giới, ví dụ như là cộng đồng tranh biện ở châu Phi, cộng đồng tranh biện ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, họ có những cái tư duy, họ có những cái cách mà họ triển khai luận điểm khác như thế nào, và đồng thời là các giám khảo nữa, họ có những cái cách chấm khác nhau, những cách ghi nhận luận điểm khác nhau, và mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm cực kỳ cần thiết để cho các tranh biện viên có thể phát triển bản thân mình. Vì về cơ bản tranh biện là một bộ môn mà chúng ta đang cố gắng thuyết phục một người có trí tư duy trung bình và một người trung bình từ nhiều cộng đồng khác nhau, họ có thể có nhiều cách ghi nhận khác nhau, và đây là một cái điều rất tốt để các bạn có thể hiểu hơn về tranh biện.
Vậy thì câu hỏi tiếp theo của em dành cho anh cũng về WDC Thái Lan 2020, đó là anh đã có lộ trình chuẩn bị như thế nào để đến với giải vô địch thế giới, và trong những cái lộ trình đấy thì anh đã gặp phải những khó khăn gì, và đồng thời là một câu hỏi nhỏ thôi, đó là điều gì đã để lại ấn tượng lớn nhất cho anh tại Thái Lan WDC 2020 ạ? Ok, xin cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì anh cũng sẽ chia sẻ qua một chút về cái quá trình chuẩn bị của anh dành cho WDC, và anh cũng hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn tranh biện viên mà đang có dự tính tham dự WDC năm nay cũng như là có dự tính tham dự WDC trong tương lai. Thì thông thường giải đấu tranh biện WDC sẽ mở đơn và cho phép các bạn đăng ký khoảng tầm cách giải khoảng tầm từ 12 tháng tới chỉ từ khoảng tầm 12 tháng tới trước hẳn khoảng 1 năm hoặc là 9 tháng. Tức là các bạn có thể biết là mình sẽ thi đấu và sẽ có slot tham dự vào khoảng thời gian đó. Và các bạn sẽ có 9 tháng để chuẩn bị. Thì với anh thì anh và đồng đội có đã quyết định tham dự WDC năm đó khoảng tầm 9 tháng trước khi giải đấu đó bắt đầu. Và trong 9 tháng đó thì bọn anh cũng đã có một cái lộ trình để sao cho có thể tận dụng được tối đa thời gian và có thể giúp, có thể kiểu luyện, có thể tạo được cái sự chuẩn bị tốt nhất dành cho giải đấu đó. Thì trước tiên nhé, anh sẽ chia sẻ một chút về cái sự chuẩn bị của cá nhân, sau đó sẽ nói qua một chút về sự chuẩn bị của toàn đội của anh. Thì với cá nhân anh thì khi anh bắt đầu tham dự vào giải đấu, cái đầu tiên anh sẽ cần phải làm là anh sẽ cần phải đánh giá lại cái khả năng của mình. Chúng ta sẽ cần phải nhìn, anh sẽ phải nhìn lại xem và đặt ra câu hỏi cho bản thân mình là vậy thì hiện tại bản thân mình đâu là cái điểm mà mình mạnh nhất ở trong tranh biện và đâu là cái điểm mà mình cần phải cải thiện và cái điểm yếu của mình trong tranh biện. Nó có thể là bất cứ một cái yếu tố gì liên quan tới câu chuyện về tư duy chiến thuật, liên quan tới cách xây dựng luận điểm, liên quan tới cách mà mình thể hiện các luận điểm tỏ ra, cũng như liên quan tới các vấn đề liên quan về ngôn ngữ, cái ngôn từ của mình đã có thể đủ sắc sảo và đủ chiều sâu để diễn giải và có thể thể hiện được cái ý tưởng của mình ra chưa, liên quan tới những cái vấn đề về liên quan đến cả những cái vấn đề về kiến thức, đó là chúng ta đã có đủ những cái kiến thức để chúng ta chuẩn bị cho những cái kiến nghị mà cần phải có những kiến thức chuyên sâu về các chủ đề khác nhau, ví dụ như là quan hệ quốc tế, ví dụ như là phong trào xã hội, ví dụ như là về chính trị, ví dụ chính trị hay là các chủ đề liên quan đến nghệ thuật chẳng hạn. Như Hùng và như các bạn đã biết thì rõ ràng là tranh biện nó không có giới hạn về mặt chủ đề, nó không có giới hạn về mặt về không có giới hạn về mặt chủ đề, nó cũng không có giới hạn về mặt chiều sâu của kiến thức, mà nó sẽ rất phụ thuộc vào cái sự chuẩn bị của mỗi cá nhân. Bởi vì vậy thì chúng ta sẽ cần phải, anh sẽ có một cái sự đánh giá tổng thể đầu tiên, đó là mình đang thiếu những cái điểm, mình đang thiếu những cái điểm gì, mình cần phải bổ sung những cái gì, đâu là cái điểm mạnh của mình. Sau khi có những cái đánh giá đó thì anh sẽ bắt đầu tự vẽ ra cho mình một cái lộ trình rèn luyện cá nhân. Về cá nhân anh thì anh sẽ có cái mục tiêu là phải phát huy được tối đa cái điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó cũng sẽ cần phải khắc phục được triệt để những cái điểm yếu đó của mình. Có thể mình không mạnh hơn ở những cái điểm yếu đó, nhưng chắc chắn mình sẽ không thể để những cái điểm yếu đó trở thành cái vật cản chân của mình. Ví dụ anh là một người rất yếu, nói thật là anh rất yếu với các chủ đề liên quan tới thể thao hay liên quan tới nghệ thuật. Anh hiểu được điều đó và nó không phải là cái mình có thể cải thiện được trong một sớm một chiều, nhưng ít nhất mình có thể khiến cho nó bớt yếu đi bằng việc liên tục bổ sung thêm những kiến thức liên quan đến nghệ thuật, liên tục nghĩ ra được những cái chiến thuật, những cái cách để có thể xây dựng những cái case dành cho những cái đề nghệ thuật khó, và liên tục rèn luyện bản thân ở những cái mảng đó. Đây cũng là một cái mà anh nghĩ là hết sức quan trọng là cho các bạn tranh biện viên, đặc biệt là với những bạn tranh biện viên mà đang có dự định tham dự những cái giải đấu lớn. Rất nhiều bạn đã từng có chia sẻ là mình sẽ chỉ tập trung vào những cái điểm mình mạnh và sẽ gần như không bao giờ khắc phục cái điểm yếu của mình. Nhưng tranh biện là một bộ môn mà các bạn sẽ cần phải phát huy tối đa và yêu cầu các bạn phải vận dụng tối đa rất nhiều những kỹ năng khác nhau. Nếu như bạn không thể cải thiện những kỹ năng đó thì đó đôi khi sẽ chính là cái điểm mà khiến cho các bạn sẽ gặp nhiều thất bại trong quá trình tranh biện của mình. Cái thứ hai đó là sau khi đã có được cái mục tiêu đó rồi thì anh cũng sẽ tự đặt ra được cho bản thân mình một cái lịch trình luyện tập sao cho có thể phù hợp nhất. Nó không nhất thiết cần phải là kiểu mình phải đi đấu tất cả các ngày, hay là không nhất thiết phải là mình liên tục phải đi tập, phải có những cái trận đấu, mà nó sẽ bắt đầu nhỏ thôi từ những cái như là mình có thể suy nghĩ về những cái luận điểm đó trên quá trình mình đi học và đi làm. Khi có thời gian rảnh mình sẽ luôn luôn ghi chép lại những cái ý tưởng của mình có, chịu khó đọc báo trau dồi thêm kiến thức và trao đổi những cái ý tưởng đó của mình với những người xung quanh để có thể hoàn thiện dần những cái ý tưởng đó. Và cái mà anh nghĩ anh muốn chia sẻ ở đây đó là cái quan trọng của việc không những các bạn nghĩ ra ý tưởng đó, các bạn cần phải hoàn thiện những cái ý tưởng đó và phải lưu giữ những cái ý tưởng đó lại. Bởi vì
Có thể các bạn ở thời điểm đó các bạn nghĩ là cái tưởng rất là hay, các bạn đi đầu các bạn có một cái tưởng rất là hay, nhưng sau một thời gian ra khoảng tầm 2 3 tuần thôi thì những cái tưởng đó sẽ bị quên dần đi. Thì cái cách để cho mình có thể hạn chế những cái điều đó là anh sẽ luôn luôn ghi lại những cái ý tưởng hay đó, những cái luận điểm hay, cái cách diễn đạt luận điểm hay đó, thậm chí những cái ngôn ngữ mà anh đã sử dụng, những cái từ ngữ anh đã sử dụng cho những cái luận điểm đó vào trong những cái case file khác nhau. Và anh có luôn luôn chuẩn bị cho mình những cái tập case file khác nhau và tranh biện, bao gồm có những cái case file về kiến thức, những cái case file về luận điểm, những cái case file về các ngôn ngữ, các cái từ ngữ có thể sử dụng được, những cái mà trong tranh biện gọi là debate jargon, tức là những cái từ mà chúng ta hay sử dụng trong tranh biện. Những cái tập hồ sơ đó là những cái mà anh sẽ luôn luôn mang theo bên mình, luôn luôn cố gắng để bất cứ khi nào có ý tưởng gì anh sẽ để ghi chép lại và tập hợp nó, cũng như là tìm cách để tận dụng nó một cách tối đa. Thì đó là về quá trình chuẩn bị của cá nhân anh. Về team thì đương nhiên debate là bộ môn tranh biện theo đội, có thể là 2 người với BP và 3 người với AP và 5 người là tối đa với WTC chẳng hạn. Thì việc có thể phối hợp được tốt với đồng đội của mình luôn luôn là một yếu tố hết sức quan trọng. Thì anh và đồng đội của anh cũng đã cố gắng để có thể tập luyện được với nhau càng nhiều càng tốt. Sẽ có 2 cách tập luyện, đó là tập luyện cá nhân đội đó với nhau và tập luyện bằng cách thi đấu và bằng cách tập các cái trận đấu khác nhau. Thì khi tập luyện cá nhân với nhau thì rất đơn giản là bọn anh tìm một cái kiến nghị và cố gắng để break, để giải quyết được kiến nghị đó ở một phe nào đó sang con càng càng nhiều càng tốt. Và cũng tương tự như các luyện tập cá nhân, bạn luôn luôn ghi lại những cái ý tưởng đó và cố gắng để cải thiện cái ý tưởng đó. Và luyện tập theo theo giải đấu, thì đặc biệt là trước khi giải đấu đó bắt đầu, bạn sẽ cố gắng đi càng nhiều giải với nhau càng tốt. Không nhất thiết cần phải break, không nhất thiết cần phải đi sâu, nhưng càng luyện tập được càng nhiều round đấu, càng luyện tập được càng nhiều và càng gặp được nhiều đối thủ khác nhau, đặc biệt là các giải quốc tế, thì sẽ càng có thêm những cái kinh nghiệm để ứng phó với những cái tình huống. Ví dụ như là giám khảo không nghe được mình nói gì, ví dụ như là giám khảo có cách đánh giá khác nhau, hoặc ví dụ như là mình không nghe được đối phương nói cái gì, hoặc đối phương có những cái ý tưởng rất là mạnh hoặc là rất là bất chợt, mình phải ứng phó với cái tình huống đó như thế nào. Thì đây cũng sẽ là một cái cách để cho đội của anh có thể luyện tập được với nhau. Thì đặc biệt là anh sẽ chia sẻ cái khó khăn lớn nhất của bọn anh khi mà tham dự và khi mà chuẩn bị cho quá trình đó. Đó là câu chuyện về chi phí để tham dự các giải đấu như vậy, hoặc là những câu chuyện về việc làm thế nào mà anh có thể kiểu tối đa hóa được cái số lượng round đấu tập luyện mà anh có được trước giải đấu và trong 9 tháng luyện tập đó. Bởi vì tại thời điểm 2019 khi bọn anh luyện tập cho các giải đấu đó thì tranh biện online chưa phải là một cái khái niệm tồn tại trong cộng đồng tranh biện thế giới. Các giải đấu đều là tổ chức offline và bọn anh sẽ phải mất rất nhiều tiền để có thể di chuyển tới các địa điểm khác nhau để có thể thi đấu được. Điều đó hạn chế rất nhiều cái khả năng luyện tập của đội của anh nói riêng cũng như là của các đội khác nói chung nữa, bởi vì để đến được một cái giải đấu và để luyện tập cho WDC thì bọn anh cũng phải bỏ ra một cái lượng tiền nó cũng gần tương đương với tham dự một giải đấu WDC khác để có thể luyện tập được như vậy. Thì đấy là anh nghĩ với anh thì đấy là cái khó khăn lớn nhất của anh trong quá trình luyện tập. Một cái khó khăn nữa đó là câu chuyện về mặt thời gian. Như Hùng cũng biết đó là ở thời điểm đó thì bọn anh đều đang là sinh viên đại học và đều cũng cần phải có sự cân bằng giữa việc luyện tập và với những cái công việc khác như là học tập hay là những cái hoạt động ngoại khóa khác bên cạnh tranh biện. Thì làm sao để có thể cân bằng được cái thời gian tốt nhất, đó là mình vẫn có thể duy trì và giữ được cái thành tích học tập của mình và có thể luyện tập được một cách tối ưu nhất cho tranh biện, thì cũng là một cái khó khăn mà anh đã gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho WDC. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh về giải đấu. Thực ra thì bên cạnh đó chúng ta cũng thể nhận được cái lời khuyên của anh Hưng rất là chi tiết, đó là khi mà chúng ta tham gia ở các giải tranh biện quốc tế thì điều đầu tiên mà chúng ta gọi là phải tiếp thu đó là cái sự đa dạng của kiến nghị, và điều này nằm ở cái trình độ chuyên môn và những cái kinh nghiệm của ban chuyên môn ở các giải quốc tế, họ khác hoàn toàn so với giải tranh biện ở Việt Nam. Và đó là lý do tại sao mà ở rất nhiều giải đấu thì chúng ta cố gắng có thể đưa những tranh biện viên hay là những cái ban chuyên môn tốt nhất hoặc là đã từng hoạt động ở cộng đồng tranh biện thế giới về Việt Nam, và chúng ta có thể thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc tại BBC, ví dụ như là anh Benjamin Gore là ban chuyên môn của giải WSDC, hay là anh Luigi Acanesis và chị bạn Sabri chẳng hạn. Và rất hy vọng là anh Hưng Khắc có thể trong thời gian tới sẽ đóng vai trò là ban chuyên môn của giải Major, có thể là người Việt Nam đầu tiên giải Major chẳng hạn, và lúc đấy chúng ta sẽ có một buổi seminar khác là người Việt Nam đầu tiên vào ban chuyên môn của giải vô địch Major. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo. Thực ra thì chúng ta đã nói về WUDC 2020 rồi, và sau khi chúng ta nhìn rộng ra thì chúng ta có thể thấy đó là cộng đồng tranh biện Việt Nam đang có những cái bước tiến lớn, đó là các bạn bắt đầu
như mình đã nói là nhận thức hơn được nhiều về các giải vô địch thế giới và vô địch châu Á. Tuy nhiên thì các bạn đang có một số bạn vẫn đang chưa thực sự hiểu được đó là cái sự khác biệt nó trông như thế nào và cái mức gọi là cái sự cần thiết, cái mức độ cần thiết của việc tham gia một giải major là gì. Vì cơ bản thôi đó là các bạn chưa từng thấy, chưa từng tham gia, chưa từng có cơ hội để bước chân vào một sân chơi như vậy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cần anh Hưng để chia sẻ một chút. Vậy thì theo anh, đó là vì sao các tranh biện viên Việt Nam nên hướng đến các giải major khu vực và thế giới thay vì chỉ tham gia các giải vô địch tranh biện trong nước bằng tiếng Việt? Ok, xin cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thực ra đây cũng là một câu hỏi rất là thú vị và anh cũng đã có rất nhiều những cái trao đổi và suy nghĩ về câu hỏi này với nhiều bạn tranh biện viên, kể cả ở các bạn tranh biện viên ở Nhật Bản cũng như là cũng có một số dịp và nói chuyện với các bạn tranh biện viên ở Việt Nam. Thì với anh có một vài những điểm mà anh nghĩ là chỉ khi các bạn tham dự giải tranh biện ở cấp độ rộng hơn, ví dụ như là các giải tranh biện ở khu vực hay những giải tranh biện châu Á hoặc thế giới, những giải tranh biện quốc tế, nó một cách tổng quan là như vậy mà các bạn phải đạt được, mà các bạn mới có thể có được. Cái thứ nhất thì cũng như Hùng có nhắc tới và anh cũng chia sẻ ở cái phần trước, đó là cái câu chuyện về sự đa dạng. Sự đa dạng ở đây đến từ nhiều yếu tố, đến từ thứ nhất là ban chuyên môn, là họ là những người đưa ra những cái bộ đề, và những cái bộ đề đấy sẽ hết sức đa dạng, đa chiều và có nhiều góc nhìn hơn. Cái thứ hai là đến từ giám khảo. Với những giám khảo khác nhau thì sẽ có những cái cách để ghi nhận luận điểm khác nhau, những cái cách để nhìn nhận vấn đề khác nhau, và thực tế những cách ghi nhận và đánh giá đó đều hợp lý, theo đều hợp lý và đều hợp lệ. Bởi vì chúng ta không thể nào đánh giá được một vấn đề thông qua chỉ có một cách nhìn được hai cách nhìn được, mà nó có đa chiều và đầy chính xác cái ra tại sao mà chúng ta có tranh biện. Thì chúng ta cũng sẽ cần phải chấp nhận là các giám khảo cũng sẽ có đa chiều để đánh giá những cái luận điểm đó, những cái cách so sánh khác nhau đó. Cái thứ ba là đến từ bản thân các tranh biện viên. Khi các bạn tham dự các giải đấu quốc tế thì các bạn sẽ không chỉ đấu với những các học sinh ở Việt Nam chẳng hạn. Chúng ta sẽ đấu với các bạn đến từ Philippines, đến từ Malaysia, đến từ Nhật Bản, đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc vân vân. Tất cả những tranh biện viên đó, mỗi một người sẽ có một cái quá trình phát triển tranh biện khác nhau, sẽ có những cái quan điểm khác nhau, đến từ những cái môi trường học tập và khác nhau, có góc nhìn về tranh biện và thậm chí có cái ngôn ngữ, có cái cách thể hiện khác nhau trong cái quá trình mà họ đi thi đấu. Thì đấy sẽ là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể học được và chúng ta hoàn toàn sẽ cần phải có để có thể phát triển được cho bản thân của mình. Điều mà các bạn không học được khi mà các bạn tham dự giải tranh biện ở ở Việt Nam thì anh nghĩ đó là cái đầu tiên. Bởi vì khi chúng ta tham dự giải tranh biện Việt Nam và tham dự bằng tiếng Việt, chúng ta sẽ bị hạn chế về cái góc nhìn. Bởi vì dù sao chăng nữa khi chúng ta ở trong cùng một hệ thống giáo dục, chúng ta ở trong cùng một cái mặt bằng chung như vậy thì sẽ rất là khó để có những cái góc nhìn đa chiều hơn. Anh không nói là không thể, nhưng rõ ràng là kiểu nếu chúng ta có được, chúng ta sẽ có được cái đó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn là chúng ta tham dự các giải đấu quốc tế và khu vực. Cái thứ hai mà anh nghĩ là khi các bạn tham dự giải đấu quốc tế, các bạn sẽ có nhiều hơn, đó là cơ hội để phát triển ở mặt chuyên môn nhiều hơn. Thì nó sẽ hơi tương quan một chút đến cái đầu tiên, nhưng nếu như các bạn có thể thấy rằng là các tranh biện viên mạnh trên thế giới họ sẽ tham dự các giải tranh biện quốc tế nhiều, họ sẽ xuất hiện các giải quốc tế rất là nhiều. Đó là không phải lúc nào các giải ở Việt Nam cũng có thể mời được Bunny, mời được Luigi về để có thể tổ chức. Nhưng nếu như chúng ta tham dự các giải tranh biện ở quốc tế và khu vực thì cái tần suất chúng ta có thể gặp được những cái tranh biện viên mạnh, những cái giám khảo giỏi sẽ cao hơn rất là nhiều, và đó luôn luôn là những cơ hội học tập rất là tốt cho mỗi cá nhân của chúng ta. Chúng ta được trực tiếp nhìn thấy họ, được thi đấu với họ, hiểu cái cách họ nhìn vấn đề như thế nào, học được và nhận được những cái lời khuyên đó đến từ những cái giám khảo đó. Thì đấy là cách thật sự là nhanh nhất đối với anh có để các bạn có thể phát triển được và đào sâu hơn được về các yếu tố chuyên môn. Thì đấy là hai cái điểm mà anh nghĩ là lý do tại sao anh rất khuyến khích các bạn tranh biện viên ở Việt Nam có thể thử trải nghiệm với môi trường giải đấu tranh biện quốc tế và thử tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian trong tương lai tới, trong tương lai gần tới. Cũng như đúng như anh Hưng đã nói đó là ở cộng đồng tranh biện Việt Nam thì chúng ta có hai cái rào cản lớn chính.
Rào cản đầu tiên, như chúng ta cũng biết, đó là rào cản về mặt ngôn ngữ. Và chúng ta có thể thấy là ở các giải vô địch tranh biện trên thế giới và đặc biệt là WUDC, chúng ta có các cái category, tức là chúng ta có các cái hạng mục khác nhau dành cho các quốc gia dựa theo cái gọi là cái khả năng thuần thục về tiếng Anh. Chúng ta có bảng EFL là English as a Foreign Language, là dành cho các quốc gia không sử dụng tiếng Anh mà nói tiếng Anh như một ngoại ngữ, trong đó có Việt Nam. Đồng thời là chúng ta có English as a Second Language, tức là các quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Và cuối cùng là bảng Open, tức là kiểu English as a Proficient Language, tức là ngôn ngữ tiếng Anh như một cái ngôn ngữ chính. Thì chúng ta có thể thấy đó là cái sự khác biệt về mặt ngôn ngữ thôi, nó đã có cái sự dẫn đến cái sự khó khăn trong việc là chúng ta deliver, tức là chúng ta đưa ra, chúng ta giải thích các cái luận điểm trong tranh biện tiếng Anh. Và việc chúng ta có thể thi đấu với nhiều đội thi khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau và sử dụng nhiều, có thể là nhiều accent, tức là nhiều cái ngữ điệu tiếng Anh khác nhau, nhưng cách dùng từ tiếng Anh khác nhau cũng là một cách để chúng ta trau dồi cái khả năng sử dụng tiếng của mình. Vì nếu mà chúng ta chỉ tranh biện ở trong cộng đồng Việt Nam và đồng thời là có thể là các giải tiếng Anh ở trong nước đi chăng nữa, thì cái cách sử dụng tiếng Anh của người Việt Nam nó khá là giống nhau, mặc dù chúng ta họ không sử dụng đúng grammar, đúng ngữ pháp, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiểu được họ. Và chính điều này lại vô tình khiến chúng ta không, gọi là không không có cái bước tiến lớn ở trong cách sử dụng từ. Vì với tư cách là một người học ngành ngôn ngữ thì mình hoàn toàn có thể hiểu vấn đề này, và các bạn cũng đang gặp rất nhiều vấn đề về mặt ngôn ngữ. Nhưng mà cái rào cản thứ hai cũng như anh Hưng đã nói là rào cản về tư duy. Vì giả sử trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, gọi là chúng ta ở trong chung một cái hệ thống giáo dục, chúng ta ở trong chung một cái gọi là mạng xã hội, một cái mạng lưới, chúng ta quen nhau, chúng ta nói chuyện với nhau và có những cái gọi là những cái idea, những cái ý tưởng của chúng ta hiểu chung, thì nó rất là khó để chúng ta có thể gọi là vượt qua khỏi cái lẽ hiểu thông thường mà trong tiếng Anh ta gọi là những cái narrative, là những cái norm đấy, để chúng ta có thể giải thích và chúng ta có thể tiếp thu được nhiều những cái kiến thức hay là nhiều những cái góc nhìn, những cái quan điểm mới hơn nữa. Vậy thì đấy là cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng và cực kỳ cần thiết khi chúng ta tham gia một giải vô địch tranh biện ở mức độ major. Vậy thì em sẽ xin hỏi nhanh một câu hỏi nữa thôi về cộng đồng, về cái xu hướng cộng đồng Việt Nam. Đó là gần đây thì các tranh biện viên Việt Nam có xu hướng đó là chỉ tập trung tham gia ở các giải tranh biện tiếng Việt trong nước và nơi có hạn chế về số lượng cũng như là chuyên môn của các giám khảo. Thì theo anh đánh giá sao về tình hình này? Vì đôi khi có một số bạn đó là chúng ta sẽ chưa biết được là chúng ta bắt đầu từ đâu. Chúng ta sẽ có phần hướng dẫn sau, nhưng mà em muốn nghe thử đánh giá của anh Hưng về tình trạng này trước ạ. Đầu tiên thì anh nghĩ là nói thế nào nhỉ? Tranh biện viên bắt đầu tranh biện bằng tiếng Việt là một có thể là một cái bước khởi đầu dành cho các bạn. Tuy nhiên nếu như các bạn chỉ duy trì tranh biện bằng tiếng Việt thì các bạn sẽ không thực sự có thể phát triển được một cách vượt bậc. Anh không nói là chuyên môn, không không nói là các bạn sẽ không phát triển được sâu vào chuyên môn, bởi vì rõ ràng là chúng ta cũng sẽ bắt đầu có dần dần đang có những cái kênh chia sẻ về chuyên môn bằng tiếng Việt nhiều lên trong thời gian gần đây. Nhưng nếu như các bạn thực sự mà phát triển nhanh và phát triển chuyên sâu thì việc chỉ tranh biện bằng tiếng Việt và tranh biện với cộng đồng Việt Nam ở thời điểm hiện tại sẽ là những cái quá trình phát triển rất là chậm và rất là khó để bắt kịp được với cộng đồng trên thế giới. Trước tiên nhá, chúng ta sẽ nói một chút về cái câu chuyện về chuyên môn của giám khảo đi. Bởi vì câu hỏi của em cũng nói một cũng có đề cập tới câu chuyện về chất lượng chuyên môn của giám khảo vẫn còn chưa được cao ở cộng đồng trên Việt Nam. Thì thực ra ở cộng đồng tranh biện Việt Nam bây giờ cũng đã dần dần có những cái giám khảo có chất lượng chuyên môn tốt và có khả năng có thể break được các giải ở trên thế giới. Chúng ta người đâu xa, chúng ta có Vũ Đức Hùng ngồi đây cũng đã break một số những cái giải tranh biện ở khu vực châu Á, như là với tất cả giám khảo chúng ta cũng có Kiên, chúng ta cũng có Vát, đều là những cái giám khảo rất là chắc tay. Với đánh giá của anh là những giám khảo rất là cứng tay, và có chúng ta còn có cả Gia Long là một giám khảo mà đã break cả UADC và cả WSDC nữa. Các giám khảo ở Việt Nam bây giờ cũng đang dần dần khẳng định được chuyên môn của mình ở trên cộng đồng tranh biện ở khu vực. Tuy nhiên thì một sự thật đáng buồn chúng ta cần phải nhìn nhận, đó là số lượng những giám khảo ở đó là rất hạn chế ở Việt Nam. Chúng ta không có quá nhiều những cái giám khảo như vậy ở các giải đấu, và kể cả khi nếu như chúng ta tham dự những cái giải đấu đó ở Việt Nam ý, thì cơ hội để cho các bạn tranh biện viên ở Việt Nam được các giám khảo đó chấm nó cũng chỉ là 1 trên 20 hoặc 1 trên 20, 30 dựa trên cái số lượng phòng mà chúng ta có mà thôi. Thì cái sự tiếp cận với những
giám khảo có trình độ chuyên môn, nó luôn luôn là cái yếu tố rất quan trọng trong tranh biện, bởi vì tranh biện về mặt cơ bản là một môn thể thao và chúng ta sẽ cần phải cọ sát, chúng ta sẽ cần phải học tập từ những cái lần cọ sát đó để có thể tiến bộ được. Và cách học tập đó là việc chúng ta sẽ cần phải có một giám khảo đủ mạnh để chấm cho chúng ta và để nhận xét chúng ta, như em cũng đã có nói phần trên rồi. Thì đó là cái mà Việt Nam mình lại đang hơi thiếu về mặt giám khảo. Anh rất hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống đào tạo, như anh có chia sẻ, là một hệ thống đào tạo có bài bản, có chuyên sâu do một tổ chức về tranh biện nào đó, một tổ chức tranh biện có sự thống nhất cao ở Việt Nam có thể tạo ra được, để có thể nâng cao được cái số lượng giám khảo tốt ở Việt Nam lên. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì nếu như các bạn không thật sự có sự tiếp xúc với những cái giám khảo có chất lượng chuyên môn tốt thì anh nghĩ là cái sự phát triển các bạn sẽ bị hạn chế đi một cái phần khá là đáng kể. Đó là tại sao nếu như các bạn tham dự các giải tranh biện quốc tế, nơi mà nếu như giả sử ở trong thời điểm online đi, thì chắc chắn là một phòng các bạn sẽ có được một giám khảo mà có CV mạnh và có một cái trình độ chuyên môn đã được đảm bảo. Thì đấy sẽ là cái cơ hội tốt hơn rất là nhiều để cho các bạn có thể phát triển được cái khả năng tranh biện của bản thân mình. Bởi vì anh biết là nếu như các bạn đã tự tranh biện ấy, thì cái mục tiêu của các bạn vẫn sẽ phải là luôn luôn tốt hơn từng ngày, và cái bản thân cái bài nói của mình ngày hôm nay phải tốt hơn bài nói của mình ngày hôm qua. Thì cái việc tham dự các giải đấu tranh biện quốc tế được chấm bởi những giám khảo được bảo chứng chuyên môn và có kinh nghiệm dày dặn sẽ là cái bước đi nhanh nhất, hiệu quả nhất dành cho các bạn để có thể phát triển được. Nên là nếu như các bạn đang có suy nghĩ là chỉ dừng lại ở các giải đấu ở khu vực Việt Nam hoặc chỉ dừng lại ở giải đấu bằng tiếng Việt do giám khảo người Việt chấm, thì anh nghĩ là các bạn có thể thử thay đổi cái góc nhìn đi một chút và thử tham dự một giải đấu quốc tế, thử trải nghiệm cái cảm giác được một giám khảo chất lượng chấm và nghe họ nhận xét, nghe họ đánh giá. Các bạn sẽ thấy rằng mình học được rất nhiều từ họ. Và đó là cái mà cái quan điểm của anh về cái xu hướng gần đây của cộng đồng Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Thực ra thì em cũng đồng ý với anh, đó là khi mà chúng ta, nó giống như kiểu là chúng ta muốn tập đi xe đạp chẳng hạn, hay là chúng ta muốn tập bơi chẳng hạn, thì cái cách mà chúng ta có thể làm nhanh nhất và hiệu quả nhất đó là chúng ta hãy ngồi lên chiếc xe và chúng ta đạp. Chúng ta hãy mặc kệ đó là chúng ta có thể ngã, chúng ta hãy mặc kệ đó là chúng ta có thể bị trầy xước, nhưng mà khi chúng ta cứ tiếp tục đạp, chúng ta dần dần chúng ta sẽ gain được, chúng ta sẽ có được một cái gọi là cái động lực, và có một cái gọi là cái quỹ đạo để chúng ta có thể tiếp tục đi lên. Thì em nghĩ là tranh biện cũng như vậy, là khi chúng ta có thể vượt qua những cái nỗi sợ ban đầu, có thể là nỗi sợ về 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 cái sự ngại ngùng chẳng hạn, cái nỗi sợ về việc chúng ta phải sử dụng một thứ ngôn ngữ khác để trình bày ý tưởng của mình, thì nếu mà chúng ta đã làm được một lần thì chúng ta có thể làm được lần thứ hai, lần thứ ba, và như anh Hưng nói là lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn lần trước, chúng ta dần dần trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình. Mà như chúng ta cũng đã chia sẻ từ đầu đến giờ, đó tranh biện là một bộ môn mà chúng ta có thể học được rất nhiều và rất nhanh sau một giải đấu. Ví dụ như là sau một giải đấu quốc tế, chúng ta có thể biết được nhiều hơn. Không, chúng ta không chỉ biết về về phong trào xã hội, mà chúng ta có thể biết được nhiều hơn, đó là góc nhìn về phong trào xã hội của nhiều quốc gia trông như thế nào, và những cái vấn đề tương tự như vậy. Thì đấy cũng là một điều cực kỳ gọi là đặc biệt và cực kỳ gọi là độc nhất ở các cái giải vô địch tranh biện ở cấp độ thế giới, nếu mà chúng ta có thể nói về gọi là cái tính độc nhất của họ đó. Vậy thì sau khi chúng ta đã có nói qua về các cái tầm quan trọng của việc tham gia các giải major này rồi, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với anh Hưng, cũng là một người đã từng tham gia rất nhiều giải, từ đi từ gọi là start from scratch, là đi từ hai bàn tay trắng đi lên, từ một người chưa biết tranh biện đến một người gọi là có thể có trình độ chuyên môn cao như bây giờ. Thì em xin có câu hỏi đầu tiên dành cho anh. Anh có thể hướng dẫn các bạn, đó là đối với các bạn tranh biện viên ở Việt Nam, thực ra thì đây là một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, đó là các bạn có những cái mặt hạn chế về thời gian và tài chính. Vì giả sử như các bạn là sinh viên đại học chẳng hạn, thì các trường đại học của Việt Nam chưa có cái động lực để tài trợ cho sinh viên tham gia các giải vô địch tranh biện thế giới. Đồng thời là bản thân các bạn cũng cần có những cái công việc riêng, ví dụ như là các bạn cần phải học, cần phải đi làm thêm chẳng hạn. Thì theo anh, đâu là cách để các bạn có thể trải nghiệm tham gia các giải tranh biện quốc tế và tiếp thu kinh nghiệm từ cộng đồng thế giới mà không cần đòi hỏi quá nhiều về mặt tài chính ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì thực ra anh rất hiểu cái vấn đề đó, vì bản thân anh cũng là một sinh viên nghèo ở Nhật, và anh cũng có rất nhiều những cái trăn trở về câu chuyện về tài chính khi mà anh cũng phải bỏ tiền túi của anh ra để đi các giải đấu, và đặc biệt là các giải đấu quốc tế, thì riêng tiền vé máy bay thôi cũng đã là một cái khoản tiền rất là khổng lồ đối với một sinh viên rồi.
Và không biết phải tốn bao nhiêu giờ làm thêm chúng ta mới có thể thu thập được đủ tiền để có thể tham dự vào các giải đấu như vậy. Thì anh xin phép được chia sẻ một số những cái điểm và một số những cái cách mà các bạn có khả năng tài chính hạn hẹp một chút có thể trải nghiệm những cái giải đấu quốc tế. Thì cái đầu tiên mà anh muốn nói tới ở đây và cũng là một cái cơ hội rất là lớn mở ra sau đại dịch Covid 2020, và nó là cái điểm mà anh nghĩ là điểm sáng nhất của đại dịch đó, đó là cái sự xuất hiện của giải đấu online. Đó là việc bây giờ các bạn không nhất thiết cần phải bay tới một quốc gia để có thể tham dự giải đấu đó nữa, mà các giải đấu có thể hoàn toàn tổ chức 100% trên các cái nền tảng như là Zoom, là Discord, và các bạn có thể tham dự cái giải đấu đó ở nhà của mình với một hệ thống đường truyền tốt là được. Thì ví dụ như anh có chia sẻ ở trên slide đây và cũng có từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh, đó là có rất nhiều những cái giải đấu uy tín bây giờ được tổ chức online và các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những cái trận đấu trên viện ở đẳng cấp cao nhất với những giám khảo tốt nhất chấm, được giám khảo tốt nhất chấm, được gặp nhiều các thành viên đến từ các quốc gia khác nhau ở tại nhà của mình. Ví dụ như là gần đây thì chúng ta có AODC do VAT tổ chức, do VAT, có VAT tổ chức. Chúng ta có những cái chuỗi giải đấu đến từ MIDP, đến từ Intertex ở Malaysia. Chúng ta cũng có những cái giải đấu ở châu Âu, ví dụ như là Dog Quiz, ví dụ như là những cái giải đấu online. Mặc dù bây giờ một số giải cũng đã chuyển về offline rồi, nhưng sẽ luôn luôn có những giải đấu online. Ở gần đây thì chúng ta có Structural Reason, cũng là một cái tổ chức đang dần dần mạnh lên trên các cái nền tảng online và cũng tổ chức những cái giải đấu online khá là nhiều. Thì đó cũng sẽ là những cái cơ hội các bạn có thể trải nghiệm được những giải đấu quốc tế với mức giá hợp lý dành cho sinh viên, với mức giá rẻ. Thì đấy là cái đầu tiên mà em muốn chia sẻ. Cái thứ hai đó là cái trải nghiệm về quốc tế của các bạn, cái trải nghiệm về cái việc học hỏi từ những cái thương hiệu quốc tế, nó cũng có thể đến từ cái quá trình các bạn theo dõi họ ở những cái giải đấu như vậy. Thì cái điểm lớn nhất mà các bạn, cái gọi là cái nguồn tài liệu lớn nhất mà các bạn có thể có được ở đây, nó cũng đến từ những cái nền tảng đó. Ví dụ như là chúng ta có YouTube, có rất nhiều những cái trang YouTube hiện tại đã record lại những cái trận đấu ở những cái giải đấu lớn và upload nó lên, cũng như là có rất nhiều những chuyên viên quốc tế mạnh và nổi tiếng cũng đã có những cái bài giảng miễn phí và chia sẻ trên nền tảng YouTube đó, và các bạn có thể kiểu xem và học hỏi thêm từ những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm đó từ họ. Anh có liệt kê ở đây một số như là Debate Recordings, thì là cái trang mà hiện tại đang upload toàn bộ những cái trận đấu hay ở trên nền tảng online, hay là chúng ta có Digital Master Fights, có Astana Debate Union, có UDC Training Platform. Tất cả những cái trang đó đều là những cái nguồn tài liệu rất là quý báu mà các bạn có thể tiếp cận được một cách hoàn toàn miễn phí. Nó bằng tiếng Anh nên là có thể, nếu như các bạn có hạn chế về mặt ngôn ngữ tiếng Anh sẽ hơi khó để tiếp cận một chút, nhưng nó cũng sẽ là một cái động lực để cho các bạn có thể học tập tiếng Anh, và bản thân việc các bạn chịu khó lắng nghe và học từ những cái trang, từ những cái buổi record đó cũng sẽ là một cách để các bạn có thể cải thiện được khả năng tiếng Anh của mình cho các cái giải đấu tiếp theo. Cái cuối cùng thì cái này là dành cho các bạn mà thật sự cái thứ ba, cái này dành cho các bạn mà thật sự rất hạn chế và các bạn có thể chỉ đi được một giải trong một năm, thì các bạn có thể dành dụm tiền cho giải đó, và trong quá trình dành dụm đó thì các bạn có thể học tập từ chính những cái tranh biện viên đã từng có những cái kinh nghiệm tham dự những cái giải đấu đó, các bạn nghe họ chia sẻ. Và ở Việt Nam bây giờ thì rất may mắn là chúng ta cũng đã dần dần có thêm nhiều những cái tranh biện viên cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế rồi, thì các bạn có thể kiểu hỏi họ, có thể kiểu nhờ họ chia sẻ hoặc mời họ tới câu lạc bộ của bạn, tới tổ chức của các bạn để có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm đó, về những cái trải nghiệm đó, và học tập thêm từ những cái quá trình chuẩn bị của họ trong quá trình họ chuẩn bị cho các giải tranh biện quốc tế. Cái cuối cùng thì anh nghĩ nó cũng sẽ là những cái cuối cùng thì anh nghĩ nó cũng sẽ hơi thiên về may mắn một chút, nhưng mà hãy tận dụng cơ hội tối đa nhất. Lý do tại sao anh nói như vậy? Bởi vì chúng ta có WDC tổ chức ở Việt Nam trong năm nay. Nếu như chúng ta xét vé máy bay bay từ Hà Nội và Hồ Chí Minh, nó sẽ rơi khoảng tầm 2 triệu. Nhưng nếu chúng ta xét vé máy bay từ Hà Nội tới Mỹ hoặc là tới Panama là nơi tổ chức WDC năm sau, thì nó có thể rơi vào khoảng tầm chục triệu tới 15 triệu, 20 triệu. Anh không rõ vé máy bay, giá vé máy bay như thế nào. Nhưng rõ ràng là chúng ta đang có một cơ hội để giảm thiểu tối đa chi phí và vẫn có được cái trải nghiệm thi đấu ở khu vực quốc tế đó. Và anh thật sự cũng qua cái chia sẻ này rất muốn cảm ơn VADP như là cái đầu tàu để có thể đem được những cái trải nghiệm quốc tế đó về Việt Nam và giúp cho những cái bạn tranh biện viên mà không có cái khả năng tài chính tốt có thể có cơ hội để tham dự những cái giải đấu đó với mức giá rẻ. Thì anh nghĩ đấy cũng là một cái sự nỗ lực rất là lớn đến từ cộng đồng tranh biện Việt Nam nói riêng, và đến từ VADP, đến từ các bạn như là VAT, như Vũ Đức Hùng nói cụ thể ra một tí.
là đang cố gắng để mang lại những cái trải nghiệm đó, thì đấy cũng sẽ là cái mà các bạn cũng sẽ cần phải tận dụng. Khi các bạn có cơ hội như vậy thì hãy đi và trải nghiệm những cái giải đấu đó. Thì anh nghĩ đấy là những cái lời khuyên mà anh muốn dành cho các bạn mà đang có tình hình tài chính eo hẹp và muốn tham dự các giải đấu trên biển quốc tế. Vâng, em xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh Hưng. Thì cũng như các bạn đã thấy, đó là cộng đồng tranh biện Việt Nam trong thời gian vừa qua đã rất cố gắng để có thể đem tên tuổi Việt Nam ra thế giới. Và xin cảm ơn đội ngũ ban tổ chức của WEDC 2024 và VDP đã mang giải đấu về Việt Nam để chúng ta có thể có một cái trải nghiệm của giải đấu lớn nhất thế giới ngay tại Việt Nam. Và trước khi chúng ta kết thúc phần gọi là phần nói về riêng WEDC, thì em có một câu hỏi đến với anh Hưng. Đó là đối với các cái tranh biện viên Việt Nam, thì sau khi các bạn đã biết để gọi là vươn ra để tìm các giải tranh biện quốc tế rồi, thì các bạn lại gặp một vấn đề nữa, mà đây là một vấn đề mới phát sinh ở trong cộng đồng mà em nghĩ là các cộng đồng tranh biện trên thế giới cũng có, đó là các bạn thường gặp khó khăn trong việc chọn các giải quốc tế chất lượng tốt. Thì các bạn tranh biện viên ở đây thường không chú trọng vào những cái đơn vị tổ chức, không chú trọng vào thành tích và năng lực của ban chuyên môn và giám khảo khách mời, mà chỉ tập trung vào cái map thì coi là giải quốc tế, vì các bạn cho rằng là cứ là giải quốc tế thì sẽ có trình và cái là khả năng chuyên môn và cái gọi là cái trình độ chuyên môn hơn ở Việt Nam. Thì theo em nghĩ ở đây không phải là một cái quan điểm nó quá là đúng cho lắm, và cũng đôi khi nó cũng có hại cho bản thân các cái tranh biện viên ạ. Thì anh có lời khuyên nào cho các bạn tham gia để đánh giá tốt nhất chất lượng chuyên môn của một giải đấu quốc tế không ạ? Đầu tiên thì cảm ơn câu hỏi của Hùng. Thì anh cũng chia sẻ luôn, thì anh nghĩ đây chính là mặt trái của sự phát triển một cách bùng nổ của tranh biện online, cũng như là sự phát triển bùng nổ của tranh biện nói chung trong khoảng thời gian gần đây. Khi mà bây giờ tranh biện trở thành cái khu vực mà rất 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 nhiều những cá nhân hay tổ chức có thể khai thác được và tổ chức các cái giải đấu, với sự thiếu đảm bảo về chuyên môn cũng như đánh những cái loại khoản phí tham dự rất là cao để dành cho các tranh biện viên có mong muốn có thể thu thập được những cái CV tranh biện ở các giải quốc tế. Thì đầu tiên anh rất muốn cảnh tỉnh, đó là các bạn tranh biện viên phải hết sức cảnh giác và hết sức có chọn lọc trong quá trình các bạn tham dự giải. Thì đấy là cái lời khuyên đầu tiên của anh. Đương nhiên anh sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn về việc làm nào để có thể lựa chọn được những cái giải tốt. Nhưng các bạn hãy thật sự suy nghĩ, bởi vì đó là tiền của các bạn. Các bạn khi các bạn tham dự, các bạn rất mong muốn là sao cho cái tiền đó có thể đem lại được cái trải nghiệm tốt nhất và có thể đem lại cái giá trị học tập tốt nhất để cho các bạn. Thì đấy là cái mà anh luôn luôn mong muốn các tranh biện viên hãy cân nhắc rất rất kỹ khi các bạn tham dự một cái giải đấu. Vậy thì quay trở lại, làm thế nào để các bạn có thể lựa chọn được những cái giải đấu tốt? Thì anh có một số những cái tiêu chí mà cá nhân anh sẽ sử dụng để lựa chọn khi các bạn tham dự những cái giải đấu. Cái đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải nhìn vào ban chuyên môn của giải đấu đó. Ban chuyên môn của giải đấu có tác dụng gì? Ban chuyên môn của giải đấu sẽ là những người đặt ra bộ đề dành cho giải đấu đó, và cũng sẽ là những người sẽ đảm bảo câu chuyện về tính chuyên môn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên môn dành cho các giải đấu đó. Theo đó, một cách khác thì giải đấu có thể thành công về mặt chuyên môn và có chất lượng cao hay không thì phụ thuộc rất lớn vào các thành viên của ban chuyên môn. Thì cái đầu tiên khi các bạn tham dự giải, các bạn sẽ cần phải nhìn vào ban chuyên môn, nhìn vào ai là người đang là trưởng ban chuyên môn, ai là các phó ban chuyên môn, họ có thành tích gì, họ có tên tuổi ra làm sao, cái khả năng và cái trình độ chuyên môn của họ đã được chứng thực tới mức độ nào. Ví dụ như nếu như họ là một tranh biện viên rất mạnh, đã từng làm CA của Worlds, từng là CA của các giải Majors, từng có thành tích break với tư cách là cả giám khảo và tranh biện viên của Worlds và Majors, thì ở một phần nào đó các bạn có thể yên tâm rằng đấy sẽ là một người có khả năng chuyên môn rất tốt và sẽ tạo ra được những cái bộ đề có giá trị học tập cao dành cho các bạn. Thì đấy cũng tương tự với các thành viên của phó ban chuyên môn. Thì cái việc nhìn nhận và bình thường các giải đấu, trước khi họ tung ra cái đơn để đăng ký giải ấy, họ cũng sẽ đưa ra những cái thông tin rất cụ thể về các ban chuyên môn đó của mình. Thì hãy đọc rất kỹ những cái bài đó, hãy tìm hiểu rất là kỹ về những cái thành viên trong ban chuyên môn đó để quyết định xem là kiểu à họ có phải là những cái người phù hợp, có phải những cái người sẽ có thể đảm bảo được câu chuyện về mặt chuyên môn dành cho giải đấu đó hay không. Cái thứ hai đó là các bạn có thể nhìn vào danh sách các giám khảo, khách mời và độc lập. Có rất nhiều giám khảo bây giờ là có những có nhiều giám khảo có từ chuyên môn rất là cao, nhưng bởi vì có quá nhiều giải đấu nên là đôi khi họ sẽ không phải tự tham dự tất cả các giải đấu đó và chỉ chọn được một số những cái giải đấu nào đó mà tham dự mà thôi. Thì hãy thử tìm hiểu xem là đâu là những cái giải đấu mà có khả năng tập hợp được nhiều các giám khảo có chất lượng chuyên môn cao nhất. Thì điều này sẽ đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là đến từ tên tuổi của ban chuyên môn. Một ban chuyên môn bao gồm những tranh biện viên mạnh và có tiếng nói lớn sẽ dễ dàng
tập hợp được những IA có chất lượng, những giám khảo có chất lượng hơn, thì đấy cũng sẽ là cái bạn cần phải nhìn vào. Và thứ hai là tên tuổi của giải đấu đó, một giải đấu lâu đời có uy tín và có chất lượng cao thì sẽ luôn là một giải đấu mà các IA tin tưởng và lựa chọn. Anh sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản là Sido Shanghai International Debate Open là một giải đấu có bề dày lịch sử rất là lớn, và khi anh nhìn thấy cái tiếp giải đấu đó thì anh luôn luôn chắc chắn là kiểu giải đấu đó sẽ là một giải đấu mà có trình độ IA rất là có trình độ giám khảo rất là cao, và luôn luôn tin tưởng tham dự các giải đấu đó. Thì đấy là cái đầu tiên, và nó cũng hơi la một chút sang cái thứ hai rồi, đó là chúng ta sẽ cần phải dựa vào những cái đánh giá của giải đấu đó, những cái bề dày thành tích, những cái bề dày về mặt đánh giá của giải đấu đó ở những cái ở những cái mùa giải trước. Ví dụ như là chúng ta có Sido này, chúng ta có VBC hay là chúng ta có ABP, những cái giải đấu như vậy thì họ sẽ thường là không chỉ tổ chức một năm mà sẽ tổ chức trong, nó sẽ là những cái giải đấu thường niên, và chúng ta có thể rõ sẽ có thể tìm được những cái thông tin liên quan tới chất lượng giải đấu đó từ năm ngoái này, cái giải đấu đó có xứng đáng hay đi hay không, thông qua những cái trang thông tin để cộng đồng, thông qua vào những cái group chia sẻ, ví dụ là cộng đồng chơi Việt Nam cũng đã là một cái group chia sẻ rất là tốt. Chúng ta có thể kiểu lên những cái group về mặt quốc tế như là kiểu Asian Debating hoặc là Debate Series Posting để hỏi thêm về những cái thông tin về những cái giải đấu đó, về những cái con người tổ chức những cái giải đấu đó, để chúng ta lựa chọn cái giải đấu đó sao cho nó phù hợp. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái khả năng tài chính, bởi vì có những cái giải đấu anh xin chia sẻ thật là nó rất đắt, nhưng họ mời những ban chuyên môn mà không biết từ đâu tới, không có quá nhiều bề dày thành tích và kinh nghiệm, thì đó thật sự là những cái giải đấu mà nếu mà phải nói thật ra thì là hơi phí tiền để tham gia, bởi vì các bạn tham dự mà không thật sự thu được cái trải nghiệm thì tốt. Nhưng ngược lại là có những cái giải đấu mà cái mức chi phí tham dự không phải là quá đắt, rất là rẻ thôi, nhưng họ lại có thể mời được những cái ban chuyên môn rất là tốt, thì cái đánh giá về mặt tài chính cũng như là tìm đến những cái giải đấu phù hợp với túi tiền cũng sẽ là một cái yếu tố mà các bạn cũng phải cân nhắc thêm. Và cái cân nhắc đấy không phải là về tiền, nó không những chỉ là cái tiền giải đó có đắt hay không, mà còn phải cân nhắc thêm là vậy thì cái số tiền đó mình bỏ ra có xứng đáng, để có xứng đáng hay không. Bởi vì thật sự nếu mình đi một cái giải đắt nhưng mà cái giải đó lại mời được rất nhiều những cái giám khảo tốt thì thực ra nó lại là xứng đáng. Nhưng nếu mình đi một cái giải đắt nhưng không mời được quá nhiều giám khảo tốt thì nó lại là vấn đề và nó thực sự là một sự lãng phí. Thì đấy sẽ là một số những cái yếu tố mà anh sẽ cân nhắc khi anh lựa chọn giải, mà anh cũng rất có cân cũng rất muốn nhắc lại một lần nữa, đó là các bạn sẽ phải cần hết sức cẩn trọng trong quá trình các bạn chọn giải ở trong thời gian gần đây, khi mà cái giải các cái giải phong trào, những cái giải trào lưu và những cái giải mà chỉ tổ chức một lần và biến mất, nó trở nên rất rất là nhiều và nó tràn lan ở khắp nơi, thì việc tỉnh táo để chọn lựa ra một cái giải phù hợp để đi là cái việc mà các bạn sẽ cần phải luôn luôn cân nhắc tới khi mà các bạn chọn giải thi đấu quốc tế. Thì đấy là một số những cái góc nhìn, là một số những cái cách mà anh nghĩ là các bạn có thể sử dụng được khi mà các bạn chọn các giải để đi thi đấu. Vâng, có một cái câu mà em vẫn luôn rất tâm đắc, có thể là anh Vũ Anh Tuấn và anh Nguyễn Khắc Hưng cũng đã chia sẻ rất nhiều với các bạn tranh nghệ viên ở Việt Nam, đó là chúng ta khi mà làm thành viên của ban chuyên môn thì nó vừa là một quyền lợi và nó vừa là một trách nhiệm. Và để có thể đánh giá đâu là một thành viên ban chuyên môn tốt thì chúng ta hãy nhìn vào những cái thành tích của người đó ở các giải tranh nghệ lớn trên thế giới. Nếu mà người nào đã từng break, đã từng lọt vào vòng trong của các giải vô địch lớn thì tức là người đấy có một cái trình độ chuyên môn tốt với tư cách là một tranh biện viên. Nhưng một tranh biện viên tốt chưa đồng nghĩa đã là một ban chuyên môn tốt, mà đồng thời chúng ta cũng xem vào những cái thành tích hoặc là những cái đánh giá với cái vai trò của người đấy với tư cách là ban chuyên môn ở các giải trước đó. Ví dụ như chúng ta nên đề cao những thành viên ban chuyên môn mà khi họ có thể đưa ra những bộ đề hay và đồng thời là họ có thể tham gia đưa ra những cái feedback hay. Vì khi bạn là một trang nghệ viên, bạn vừa cần phải đưa ra kiến nghị này, bạn phải cần có khả năng để mời những giám khảo tốt nhất, nhưng đồng thời chính bạn cũng phải là người tham gia chấm giải đấu và để có thể đưa ra những cái góc nhìn của mình về để cho các cái trang nghệ viên và còn nhiều hơn nữa để đòi hỏi ở một ban chuyên môn. Nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ dành có thể là trong một buổi workshop khác hay là trong một cái bài đăng khác. Nhưng cụ thể như Hưng đã nói, đó là chúng ta cần phải hết sức thận trọng và hết sức tỉnh táo khi mà chọn tham gia một giải đấu, vì ban chuyên môn và thành tích của họ và năng lực của họ nó chính là quyết định cái trải nghiệm của các bạn ở giải đấu. Bạn cảm thấy cái số tiền mình bỏ ra có xứng đáng hay không, bạn cảm thấy là cái khoảng thời gian mình bỏ ra có bị lãng phí hay không, thì nó ảnh hưởng rất lớn bởi cái những người ban chuyên môn mà các bạn tin tưởng để giao trọng trách
để tham gia vào giải đấu đấy. Vâng, vậy đến với phần cuối cùng của buổi seminar ngày hôm nay thì em cũng muốn có thể nói qua một chút về cái chương trình lớn, về cái big event của chúng ta vào cuối năm nay, đó là Việt Nam WUDC 2024 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em chỉ có hai câu hỏi nhanh dành cho anh Hưng để chúng ta khép lại thôi. Đó là cũng đã nhận thức được, đó là ban tổ chức của giải đấu, mặc dù em không phải là một thành viên trong ban tổ chức nhưng mà có rất nhiều thành viên ở trong VADP, ví dụ như là anh Tuấn, bạn Kiên, có thể trước đấy là có bạn đang đang Đỗ, bạn Minh Vũ, đều đang rất cố gắng để đưa ra một giải tranh biện có thể gọi là có chuyên môn cao, có mặt tổ chức gọi là hoàn thiện nhất, và đồng thời đó là có những cái trải nghiệm tốt nhất dành cho người tham gia. Vậy thì có thể là dựa vào những cái khâu chuẩn bị của của ban tổ chức của Việt Nam, chúng ta có thể thấy ở trên page Việt Nam WUDC, chúng ta có thể thấy dựa trên các cái đánh giá cộng đồng và trên các cái trang của các cái nhóm ở trên mạng xã hội về Việt Nam, và cũng như là qua một cái những cái trải nghiệm ngắn gọn ở các bạn của các bạn tại WSCC 2023, thì theo anh có những cái triển vọng gì, và anh đánh giá là cái mức độ tổ chức, cái khâu tổ chức chuẩn bị cho giải đấu của ban tổ chức đang thế nào, và anh nhận thấy là đây có thể là một giải đấu để lại ấn tượng tốt cho cộng đồng quốc tế về Việt Nam hay không? Có thể thì nó sẽ hơi mang thiên tiếng Anh một chút vì anh cũng là một người Việt Nam nên là anh cũng sẽ hơi anh cũng sẽ có một chút cái thiên vị nào đó, nhưng thật sự sau khi anh quan sát cái quá trình chuẩn bị của các bạn ở WDC, anh có thấy sự cố gắng hết sức của Dan, của Minh Vũ, của Vát, của các bạn trong kể cả các bạn ở trong VDP, các bạn ở ngoài VDP để tổ chức được cái giải đấu đó. Thì anh thật sự tin rằng WDC Việt Nam sẽ là một giải đấu hết sức thành công, một giải đấu bùng nổ và sẽ để lại rất nhiều ấn tượng tốt dành cho sẽ để lại rất nhiều ấn tượng tốt về Việt Nam dành cho các tranh biện viên trên quốc tế. Và anh thật sự rất háo hức để tới cuối năm nay để xem là WDC sẽ bùng nổ tới mức độ nào. Anh chắc chắn nó sẽ bùng nổ. Và anh có thể anh tức là bởi vì chúng ta chưa thực sự diễn ra giải đấu đó nên chúng ta không thể nói được cái gì, nhưng trong quá trình chuẩn bị và những cái quá trình chuẩn bị rất là chi tiết tới thời điểm hiện tại thì anh đang rất kỳ vọng là WDC 2024 ở Việt Nam sẽ là một trong những sẽ là một trong những WDC hoành tráng nhất và thành công nhất trong trong cái chuỗi series về WDC từng tổ chức trên thế giới, và anh rất hy vọng tới cái giải đấu cuối năm nay, và thật sự là anh nghĩ là Việt Nam hoàn toàn có triển vọng để có thể tạo được một cái giải đấu mang cái tầm một cái giải đấu thật sự thành công tới mức độ đó, đến mức độ như vậy. Vâng, lời nhắn gửi của mình và anh Hưng đến với ban tổ chức của WUDC 2024 đó là với trọng trách là giải đấu đầu tiên quay trở lại sau đại dịch Covid-19 với cái hình thức đó là trực tiếp, thì chắc hẳn là các bạn cũng đang nỗ lực rất nhiều và đang có rất nhiều đêm mất ăn mất ngủ để có thể cố gắng tổ chức ra một giải đấu gọi là trọn vẹn nhất cho người tham gia. Thì từ đầu cầu Hà Nội và từ đầu cầu ở Nhật Bản xin gửi lời chúc đến các bạn, đó là các bạn hãy có những cái sự chuẩn bị tốt nhất và có những cái tinh thần vững chãi nhất cho giải đấu. Và câu hỏi cuối cùng của em thôi, nó sẽ về mặt chuyên môn một chút, đó là cũng như anh Hưng đã nói, đó là chúng ta nên có các tranh biện viên đến từ Việt Nam có thể tham gia tại WUDC 2024, vì đây là cơ hội có thể nói là rất là hiếm, giải vô địch thế giới lại về một nơi gần với Việt Nam như vậy, vì chúng ta cũng biết đó là sau năm 2024 là 2025 sẽ được tổ chức tại Panama, và năm 2026 thì nếu mình không nhầm sẽ được tổ chức ở Đông Âu. Nó sẽ là những cái khoảng cách rất là xa, các bạn Việt Nam khó có thể tưởng tượng được cái số tiền mà chúng ta phải chi trả, chỉ nói riêng về máy bay thôi chứ chưa nói đến phí thi đấu, phí ăn ở, phí đi lại vân vân. Vậy thì có thể nói có rất nhiều gương mặt ở trong cộng đồng tranh biện Việt Nam sẽ góp mặt và hy vọng sẽ được lặp lại một thành tích của anh Hưng, nhưng có một chia sẻ với mọi người, đó là anh Hưng tham gia với tư cách đó là một nghiên cứu sinh tại Đại học Kyushu, tức là anh Hưng đã break giải đấu với tư cách là một thi của một trường đại học, không phải là một trường đại học Việt Nam, mặc dù vẫn là người Việt Nam nhưng mà chưa phải là một trường Việt Nam, và trong lịch sử WUDC thì chưa từng có một trường đại học Việt Nam nào break tại WUDC cả. Vậy thì anh Hưng không biết anh có một cái kỳ vọng gì hay anh có một cái đánh giá gì đối với cái sự chuẩn bị cũng như là đối với cái khả năng của các tranh biện viên Việt Nam
có thể đạt được tại Việt Nam WGDC 2024 năm nay ạ? Thì thực ra là từ những năm 2020 và cho tới nay thì gần như năm nào anh cũng luôn luôn theo dõi WDC và theo dõi các cái đội Việt Nam theo dõi WDC. Và anh luôn luôn nói với mọi người rằng anh có thể là người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ không phải là người duy nhất và không phải là người cuối cùng. Chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng và sẽ có những người Việt Nam khác tiếp bước và break và đạt được thành tích, thậm chí còn vượt qua được cả anh. Và chắc chắn là sẽ vượt qua anh thôi ở trên các giải đấu, ở trên những cái tranh giải đấu lớn như là WDC. Thì thật sự là WDC 2024 nó có tất cả các yếu tố từ thiên thời, địa lợi tới nhân hòa để cho tranh biện Việt Nam có thể sang một cái, để tiến tới một cái bước tiến mới. Cụ thể hơn là có một đơn vị nào đó đến từ Việt Nam, có những tranh biện viên, có một team mà toàn bộ là người Việt Nam có thể break được EFL, thậm chí là ESL ở trong giải đấu, ở WDC. Tại sao lại là thiên thời địa lợi nhân hòa? Cái địa lợi trước nhé, thì mà thiên thời và địa lợi trước nhé, là WDC thì chúng ta được tổ chức ở sân nhà, chúng ta có quá nhiều lợi thế. Bởi vì khi tham dự WDC thì cái khó khăn lớn nhất của các tranh biện viên luôn luôn là việc đến một cái quốc gia hoàn toàn mới, một cái quốc gia có khí hậu, có đặc điểm địa lý, có cái thời tiết khác biệt, và thức ăn, cái văn hóa, cái lối sống cũng khác, và cái múi giờ cũng khác nữa. Nó nhiều khi khiến cho rất nhiều tranh biện viên gặp vấn đề về sức khỏe, không thể nào có thể phát huy được hết cái khả năng của mình. Nó cũng giống như việc các bạn đi thi đấu bóng đá và thi đấu sân nhà vậy. Thì việc mà chúng ta mang WDC ở Việt Nam thì cũng đã tạo ra những cái yếu tố hết sức thuận lợi cho các tranh biện viên ở Việt Nam, khi chúng ta có thể có được cái môi trường thi đấu thuận lợi, có nó quen thuộc và nó có thể phát và chúng ta có thể tự tin phát huy được tối đa cái khả năng của mình. Chưa kể là chúng ta sẽ có một các bạn sẽ luôn có được cái lực lượng ủng hộ và cổ vũ hùng hậu đến từ các thành viên của ban tổ chức, đến từ các bạn sinh viên ở Việt Nam mà có thể theo dõi và luôn có thể kiểu tới và ủng hộ cho các bạn. Còn về nhân hòa thì anh nghĩ 2024, 2023 và 2024 đang là thời điểm chín muồi của rất nhiều các tranh biện viên ở Việt Nam. Anh nghĩ là sau một quá trình dài phát triển đi thi đấu từ những năm 2019 cho đến tận bây giờ, có rất nhiều các tranh biện viên đã trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng đã tích lũy cho mình rất nhiều những cái kinh nghiệm chinh chiến và những cái kinh nghiệm để có thể thi đấu được ở cái môi trường thi đấu cao cấp nhất, ở môi trường thi đấu cao nhất là WDC. Ví dụ như là có Hùng, có em chẳng hạn, có Kiên, có thực sự là có hai em hiện tại đang là cái cặp combi mà thi đấu rất ở đã có kinh nghiệm thi đấu rất nhiều các giải đấu và cũng có rất nhiều những cái thành tích ở các giải đấu khác nhau rồi, thì em cũng thật sự nghĩ rằng là đây sẽ là cái điểm chín muồi để cho hai em có thể tiến tới cái giải đấu cao nhất đó và đạt được những thành tích và đi được càng xa càng tốt. Và anh thật sự rất hy vọng là có thể thấy được hai em ở trong một cái trận chung kết nào đó. Anh sẽ không nói là ESL hay EFL tại vì anh kỳ vọng của anh là ESL, nhưng EFL cũng là một cái bước tiến rất là xa và phải vô địch và có thể vô địch được. Thì đấy là cái kỳ vọng của anh. Nhưng mà anh nghĩ là thật sự là về yếu tố nhân hòa thì đây cũng là cái thời điểm chín muồi của rất nhiều các tranh biện khác, không chỉ có hai em mà còn có những tranh biện khác ở Việt Nam nữa. Chúng ta có thể kể tới những các bạn tranh biện viên khác, đến từ DAV, đến từ Nail, đến từ Fulbright, các bạn cũng bắt đầu có những cái các bạn cũng đã tích lũy được những cái trải nghiệm, những cái tích góp tranh biện rất là quý báu mà có thể sẽ là những cái nền tảng. Các bạn sẽ có những cái nền tảng như vậy để có thể sử dụng và có thể phát huy được tối đa ở WDC. Và anh rất rất hy vọng là đây sẽ là một năm WDC bùng nổ dành cho các tranh biện viên ở Việt Nam. Thì đấy là tại sao mà anh nghĩ là không có lý do gì để mình không kỳ vọng cả, và anh sẽ cổ vũ cho tất cả các bạn tranh biện viên ở Việt các bạn anh sẽ cổ vũ cho tất cả các bạn tranh biện viên Việt Nam tham dự giải đấu năm nay để có được cái thành tích tốt nhất và đi được xa nhất, và nếu được thì vô địch, vì vô địch ở sân nhà nó sướng lắm, nó sẽ là một cái trải nghiệm mà anh nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ quên được, nó rất là tuyệt vời. Nó cũng là một cái gì đó để shout out lại cho ban tổ chức WDC đã dành rất nhiều tâm huyết để mang giải đấu đó về Việt Nam. Thì đấy là cái kỳ vọng của anh dành cho giải đấu này và cái đánh giá của anh về các tranh biện viên Việt Nam sắp sửa tham dự WDC. Vâng, dựa vào những chia sẻ của anh, những cái lời gọi là có thể nói là những cái lời khen của anh, em cảm thấy hơi 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 ngượng một chút. Nhưng mà thực sự thì đúng như anh Hưng chia sẻ đó, đây là một cái thời điểm rất là tốt để các tranh biện viên Việt Nam có thể tham gia và có thể học hỏi, thể hiện năng lực của mình, thể hiện bản thân của mình tại WDC. Và ngoài ra,
ta còn có những cái cơ hội khác, ví dụ như chúng ta đến để observe hoặc là chúng ta tham gia với tư cách là volunteer chẳng hạn tại giải đấu. Thì có vô số cách để chúng ta có thể tham gia tại WWDC 2024, và hy vọng tất cả các bạn đang ngồi sau màn hình ngày hôm nay có thể hướng đến giải đấu và dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các ban tổ thành viên ban tổ chức và cũng như là các trang bị viên sẽ tham gia tại WWDC 2024, để hy vọng chúng ta sẽ lần đầu tiên trong lịch sử có một đội Việt Nam được dương cao lá cờ tổ quốc tại sân chơi thế giới. Bây giờ thì chúng ta cũng đã đến với phần kết của chương trình và rất cảm ơn anh Hưng đã có mặt với VNDP ngày hôm nay, đã có mặt với host để chúng ta có thể có những chia sẻ rất là chi tiết và rất là thật lòng đến với các tranh biện viên và cũng như đến với những cái người quan tâm tranh biện, các phụ huynh, các bạn học sinh, các khán thính giả tại Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn, những người xem đã dành thời gian của ngày cuối tuần để có thể đến với VDP, đến với chúng mình và có những, lắng nghe những cái chia sẻ từ anh Hưng. Vậy thì chúng ta sẽ được khép lại buổi seminar ngày hôm nay tại đây và chúng ta có thể có những câu hỏi đặt cho VDP ở trong những cái gọi là không chat, và rất hy vọng chúng ta sẽ có thể đến với các buổi seminar tiếp theo. Rất hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp nhau tại WWDC 2024 và rất hy vọng lúc nào đấy chúng ta sẽ có thể thấy anh Hưng ở Việt Nam và đồng thời là cũng có thể tiếp tục phát triển tranh biện tại cộng đồng tranh biện Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại.